Anh chàng đẹp trai và đầy khí chất kia sau 8 năm mất tăm mất tích thì cũng đã quay về nhà. Gia đình còn tưởng anh ta đã từ bỏ thế gian ở nơi khỉ ho có gáy nào đó rồi, sau nhiều năm ròng rã thì cuối cùng cả gia đình đã có bữa ăn đoàn tụ. Nhưng hạnh phúc mong manh khi mà không lâu sau đột nhiên người mẹ lại qua đời mà không rõ nguyên do. Tiếp sau đó là người chị dâu của mình cũng thế mà ra đi. Biết được thân phận của mình và gia đình đã bị bại lộ, anh liền đưa cháu gái mình đi trốn. Vì những biến cố xảy ra liên tục nên cô bé bắt đầu trầm tính và ít nói dần. Để Jian có thể tự bảo vệ bản thân trong mọi hoàn cảnh, Jin Man đã cho cô bé tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt với mình. Nhiều năm về sau, Jian cô bé dũng cảm ngày nào cũng đã trưởng thành, nhưng lúc này cô đang bị bế lên phường uống nước chè. Nguyên do là vì bị một gã đàn ông tố cáo là đã ra tay đi đường quyền với người khác tới bầm dập. Khi cảnh sát kiểm tra camera an ninh thì mới hay sự việc bắt nguồn từ hành động bệnh hoạn của tên thanh niên sức dài vai rộng này. Hắn dám đặt chân vào nhà vệ sinh dành cho nữ để ủ mưu chuyện sằng bậy trong đó, Jian thấy hắn và chỉ là đang trừng trị hắn mà thôi. Có điều một đấm thì thiếu mà một đá thì thừa nên dùng quá nhiều lực, bởi vậy mới khiến tên này bầm dập tơi bời hoa lá hẹ ê hề đến vậy. Đối diện với khả năng bị kiện và bồi thường thiệt hại, bên phía cảnh sát yêu cầu cô phải gọi người giám hộ tới giải quyết. Jian buộc phải gọi điện cho người chú hay ra vẻ lạnh lùng của mình để sử dụng quyền trợ giúp từ người thân. Vừa cầm điện thoại lên thì chú lại là người gọi đến trước, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói rất lạ. Tự xưng là cảnh sát và thông báo rằng Jin Man đã xanh cỏ rồi, Jian nghe xong cảm xúc liền tụt xuống đáy. Cô lên xe tới bệnh viện để nhận diện thân nhân của mình với vẻ mặt đầy hoảng loạn và chưa hiểu chuyện gì. Ngồi trên xe, Jian nhớ về một năm trước khi dọn ra ở riêng và bắt đầu cuộc sống sinh viên độc lập. Chú Jin Man đã gia cố cửa nẻo cực kỹ càng, tủ quần cũng phải là loại làm bằng thép chống đạn rất là oách xà lách. Cô thì hào hứng kể chuyện ông chủ ăn chặn tiền làm thêm của mình, nên mới đây đã gặp tai nạn tới nỗi què cả chân cả tay, thật là đáng đời mà. Jin Man mặt vẫn rất lạnh, chẳng chút bất ngờ, tiết lộ tất cả tình tiết đó là do chú làm. Nghe lời này khiến cô cháu nghe mà tự nhiên tỉnh ngang. Đừng nghĩ là mặt nhiều sẹo rồi đẹp trai thì muốn nhàm nhang nhồ rồi muốn nói gì cũng được nha. Jin Man bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu từ đứa cháu, cẩn thận chụp lại thẻ sinh viên của cô nàng và dặn dò. Mã định danh sẽ theo cháu từ khi sinh ra cho tới khi chầu Tây Phương cực khổ nên phải ghi nhớ. Cô tuyệt đối chẳng thể ngờ dãy số vô tri ngày ấy lại là lời cuối cùng mà người chú ấy nói với mình. Đang thê lương buồn bã nhớ về người chú thì chú tài xế lại tỏ ra hào hứng giới thiệu mình là bạn của Jin Man. Và đã từng trông thấy cô rất nhiều lần từ khi còn nhỏ, đã lâu không gặp và muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jin Man. Đang tâm trạng rất phấn khởi đầy hào hứng, cho tới khi nghe người bạn ấy vừa mới chút hơi thở cuối cùng. Thì ông chú ấy cũng không che giấu được sự bất ngờ rồi nghẹn lòng. Ông chủ động giúp cô bé tổ chức tang lễ và động viên cô bé đáng thương. Cảnh sát thông báo rằng chú Jin Man đã tự chấm dứt đời mình bằng cách tự gây thương tích cho bản thân. Và kết quả giám định cơ thể cũng không có gì bất thường, dù có đôi chút hoang mang khi nghe kết quả này. Nhưng Jian cũng phải cúi đầu thừa nhận lựa chọn này rất hợp với tính cách của chú đó chứ. Cô nhanh chóng ký tên và hoàn tất thủ tục. Jian nhìn chú được đẩy vào nhà xác trên chân còn có hình xăm bí ẩn nào đó. Cô nhóc đứng thật lâu trước nhà chú đắn đo một hồi rồi ngồi chơ người ở trước cửa. Cũng tại đây cô gặp lại Jongmin, người bạn thời nhỏ đã từng rất ấm áp với cô. Suy nghĩ một lúc thì cô mới nhận ra người mà khi nhỏ đã giúp cô thoát khỏi những kẻ bắt nạt. Vì cô chẳng có tấm hình nào của chú nên Jongmin đã giúp một tay cắt sửa từ bức ảnh chụp chung cùng cả gia đình từ rất lâu rồi. Cậu bạn này theo học chuyên ngành máy tính và đã được chú Jin Man giúp đỡ rất nhiều khi thuê làm việc bán thời gian cùng chú ấy. Khi vừa xuất ngũ thì đã được gia nhập vào công ty trách nhiệm một thành viên bán ống nước của ông chú. Và việc của cậu là chỉnh sửa trang web bán ống nước nông nghiệp nên giúp Jian này cũng là cách cậu trả ơn cho ân nhân của mình. Người liên lạc cuối cùng với chú Jin Man cũng là cậu ta và Jongmin, cùng người đã phát hiện ra sự việc thương tâm và báo cảnh sát. Và còn chủ động đề nghị sẽ dọn phòng tắm nơi mà cậu ấy phát hiện ra cơ thể người chú xấu số đó giúp cô bạn. Đám tang diễn ra ngay sau đó, rất nhiều người lạ mặt đã tới thăm viếng với tư cách là bạn thời thơ ấu của Jin Man. Cô nàng phải ghi nhớ tất cả những ai gửi vòng hoa, cho tới khi thấy cái tên Yang Han thì đứng hình vì chưa từng nghe thấy trước đó. Ở bên ngoài nơi tổ chức tang lễ, tên tóc dài vừa phì phèo khói thuốc vừa hào hứng hẹn gặp lại Jin Man ở Tây Phương cực khổ. Bên này Jongmin cũng hoàn tất việc dọn phòng tắm chợt phát hiện ra vết siro vô cùng đáng ngờ. Cậu lập tức mở cửa tủ và phát hiện chiếc điện thoại Nokia 1280 được cất gọn gàng. Phía đám tang, đám bạn của chú Jin Man đàm tiếu với nhau. Họ đồn đoán rằng Jin Man nghĩ quẩn vì việc làm ăn thất bại và nợ ngập đầu. Chợt xót xa vì cậu bạn ấy đã từng rất trượng nghĩa là một quân tử hàng diêu, sẵn sàng bảo vệ phe yếu. Nhưng cũng có người đồn rằng Jin Man đang là thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng ở Busan. Hoặc không thì cũng là điệp viên 007, không tiền, không bạc và thất nghiệp. Thật là nực cười sao chuyện đó có thể xảy ra với người có bảng điểm toàn ép cơ chứ. Không thể chịu đựng thêm, anh bạn Han xong với cơ thể đang say xỉn đi tới phân trần trắng đen. Anh ta kể lại khi xưa cha mình đã nướng toàn bộ tiền bán nhà vào sòng bạc. Sau đó mới phẫn uất mà tìm cách chấm dứt đời mình ở trong phòng của mình bằng than. Khi ấy chính Jin Man đã xuất hiện cùng với bọc tiền siêu to khổng lồ và cứu cả gia đình anh ấy một bàn thua trông thấy. Jian ngồi gần đó lắng nghe toàn bộ câu chuyện, nhìn lên di ảnh người chú đầy sự tĩnh lặng. Chợt nhận ra cô chẳng biết gì về người chú của mình cả, dù đã sống chung một mái nhà suốt từ lúc còn chưa biết gì tới lúc trưởng thành.
Kết thúc tang lễ, Jian cùng bức di ảnh và mọi người ngắm nhìn chú Jin Man lần cuối khi được đưa vào lò hỏa thiêu. Khi lên xe ra về, họ tỏ ra khó hiểu khi mà cô nhóc này lại không hề rơi giọt nước mắt nào trong suốt những ngày diễn ra tang lễ. Ngoại trừ cậu bạn Jongmin ngồi kế bên vẫn rất tinh tế mà động viên cô đã thật sự vất vả rồi. Trở về với căn nhà thân thuộc nhưng cảm giác lúc này là sự nặng trĩu như mang tạ trong lòng mình. Giờ cô chỉ còn lại một mình trơ trọi, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh chú Jin Man vẫn đang nằm đó vắt chân mà nghe Thiên Lý ơi. Chợt tỉnh trong cơn mơ khi biết chỉ là ảo giác thì bật khóc nức nở, khóc hết cõi lòng mình khi cô chỉ còn một mình. Người chú ấy đã phải khổ tâm thế nào khi phải cố tỏ ra là mình ổn trong khi bên trong nước mắt toàn là biển rộng để rồi tìm cách giải thoát cho mình như vậy cơ chứ. Bây giờ chỉ còn một mình cháu trên đời này, thì cháu biết phải làm thế nào đây? Đúng lúc mặt đầm đìa nước mắt thì Jongmin lại xuất hiện để trả điện thoại cho người bạn thân của mình. Cậu vô tình chứng kiến giây phút yếu lòng của cô bạn thân luôn cố mạnh mẽ sau nhiều ngày dài kìm chế cảm xúc. Jian muốn Jongmin ở lại và cứ thế cô ngủ ngon lành trên vai cậu bạn thân. Tới khi tỉnh dậy, Jian mới bắt đầu đưa chiếc điện thoại cũ kỹ kia ra. Mở màn là tin nhắn đòi hàng sau khi đã cọc 70 triệu và bất ngờ hơn với số dư tài khoản lên tới 18,7 tỷ won. Cả hai nhìn không thể tin vào mắt mình vì ông chú bán ống nước may mắn thì làm sao lại có thể giàu như vậy được. Cả hai sau đó cùng nhau nghiên cứu kỹ hơn về trang web bán hàng mà trước đó Jongmin đã hỗ trợ chú Jin Man tạo ra. Cậu bạn nhận ra rằng nó chỉ là vỏ bọc trá hình che đậy trang bán hàng đen với thương hiệu là Murthy Health. Cô lục lọi trong trí nhớ bé nhỏ cá vàng của mình thì Jia nhận ra nó chính là hình xăm trên chân của chú. Đặc biệt ở chỗ trang web này lại bán toàn vũ khí chuyên dụng với giá rất ảo ma Canada mà thôi. Sao người chú của cô có thể làm chuyện tày trời vậy chứ? Đúng lúc này thì có tin nhắn của người mua hàng gửi tới, nội dung vẫn là đòi giao hàng. Jian đánh liều thông báo cửa hàng đã tạm đóng cửa, vui lòng gửi lại số tài khoản để được hoàn tiền. Nào ngờ thứ họ nhận lại chính là lời đe dọa nếu Jin Man mổ yên mà đẹp rồi thì mục tiêu tiếp theo chính là cô Jian à. Jongmin vội vàng che nó đi để trấn an cô, còn ngỏ ý hãy gọi cảnh sát cho nó cẩn thận. Nhưng ngay lúc đó tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách tới nhà. Người phụ nữ ấy tự giới thiệu là Min Hee tới để gia sư tiếng Trung cho Jin Man. Có điều lại cực đáng nghi khi cũng trang bị đồ nghề cực súng ống cực kỳ cẩn thận trong hành lý của mình. Đúng trong lúc bối rối chưa biết xử trí thế nào thì chiếc điện thoại của chú lại báo tin nhắn, đừng để ai khác hại cô và phải là tôi mới được. Tiếng gõ cửa chợt trở nên gấp gáp và liên hồi hơn bao giờ hết, à đàn bà ấy đã tới ngay trước cửa rồi. Quay ngược lại thời gian khi Jian lên 7 cũng là lần đầu tiên gặp người chú ruột của mình. Dù nhỏ bé, đáng yêu là có nhưng lại bị dành ăn không chợt phát nào, Jin Man bị chỉ trích vì biệt tâm biệt tích 7 năm 8 tháng mới chịu vác mặt về. Đoán rằng đứa nhóc này sẽ chẳng biết mình là ai nên Jin Man đã nhấn mạnh phải nhớ tên người chú này đó. Chỉ sau đó vài ngày người mẹ già yếu của anh đã qua đời, Jin Man đề nghị hãy xét nghiệm cơ thể vì cái chết này quá đột ngột. Nhưng anh trai liền tức giận gạt đi vì bà đã phải chịu đựng căn bệnh ung thư mật với nhiều lần mổ đau đớn rồi. Anh không cam tâm nhìn mẹ chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Để xoa dịu tình hình, chị dâu đã nhờ Jin Man đưa cháu gái về nhà, dù sao thì hai vợ chồng họ ở lại đây lo công chuyện là đủ rồi. Ngay khi anh vừa rời đi thì có người tới chia buồn, cúi lại rất bài bản rồi lại tự giới thiệu là bạn của Jin Man. Hắn ta thắc mắc vì sao không thấy bóng dáng cậu bạn đó đâu, bên này tại căn phòng lạnh lẽo không có tia sáng nào. Jian Man lại tâm sự mỏng với cháu gái của mình, dù từ giờ không được gặp bà nữa. Nhưng cái chết không phải là điều quá đáng sợ, ai rồi cũng phải trải qua thôi, quan trọng là mình lựa chọn cách đối mặt thế nào. Và thật sự thì một người chỉ thật sự mất đi khi chúng ta quên mất về họ, có những người vẫn đang sống nhưng trong tâm họ đã thầm mất rồi. Thế nên Jian phải thực sự mạnh mẽ, dù có đối mặt với cánh cửa địa ngục cũng phải khiến đối thủ phải gào thét vì đau đớn. Giống như những chúa sơn lâm của những khu rừng trong đoạn phim tài liệu đang được chiếu trên TV kia. Bất ngờ có cuộc gọi tới Jin Man, nghe xong thì anh liền rơi vào trầm tư. Anh lấy cớ rằng phải tới nơi tổ chức tang lễ có việc và cô nhóc hãy ngoan ngoãn ở trong nhà. Nếu có ai tự xưng là bạn thì phải giải được câu đố nào đó do mình nghĩ ra thì mới được mở cửa. Jian tự tin mình có thể làm được, còn suy nghĩ ra câu đố top 3 bài hát hay nhất của G97. Trước khi rời đi, Jin Man còn trấn an cháu gái rằng mình sẽ về ngay thôi. Anh vừa đi không lâu thì lúc sau thực sự có kẻ lạ mặt đã tìm tới cô bé. Jian vẫn ngây thơ ra câu đó nhưng hắn chẳng buồn đáp lời, cứ cặm cụi mà phá khóa cuối cùng cũng đột nhập thành công. Bất ngờ ở chỗ khi hắn tiến tới tiếp cận Jian thì có anh hùng giấu mặt đã tóm hắn ra ngoài đóng sập cửa lại. Cô bé sợ hãi với những tiếng la thất thanh xảy ra ở sau cánh cửa kia, vài phút sau một thanh niên khác đã tiến vào. Trên tay còn ghi đáp án là hồng nhan, bạc phận và sóng gió như cách khẳng định mình là bạn của chú Jin Man. Yêu cầu cô bé hãy vào phòng để chơi cho an toàn, cô bé ngoan ngoãn nghe lời, còn nhìn thấy rất rõ bàn tay với rất nhiều chiếc nhẫn cực đặc biệt. Lần này tới lượt sung, do xuất kích vẫn là tiếng đấm đá cực căng thẳng văng vẳng bên tai, một đấm thì thiếu một đá thì thừa. Còn cô bé lén mở cửa ra để nhìn thì vô tình bắt chọn khoảnh khắc chúng đang xiên người bạn của chú một cách đầy kinh dị. Cánh cửa mở ra, bước chân của những người lạ kéo tới để tìm cô bé, chúng cúi xuống gầm giường nhưng chỉ còn con búp bê kia thôi. Thấy cánh cửa sổ mở toang, hắn mới đánh hơi ra cuộc tẩu thoát của một đứa nhóc mới nhú. Lập tức tiến tới kiểm tra thì thấy Jian kiên cường bám lấy thanh sắt ngoài hiên nên không khỏi trầm trồ về độ sinh tồn của cô bé này. Cánh tay Jian mất sức khiến cô bé rơi tự do trong sự hốt hoảng. Nhờ ông bà đã gánh còng lưng khi giúp cô bé hạ cánh an toàn trên chiếc ghế sofa cũ.
cô bé liền co giò ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy đầy khí thế khi mà áo đen kia đang theo đuôi ngay đằng sau. Nhưng trong cái rủi có cái xui, vừa chạy được một lúc thì cô bé lại bị tông xe và được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay tức thì. Tới khi tỉnh dậy, cô bé lại trở thành trẻ mồ côi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí còn chưa hết một ngày. Khi cha mẹ mới bị xử lý ở nhà tang lễ vài tiếng trước đó, đêm đó Gian nằm một mình trên giường bệnh trong căn phòng lạnh lẽo. Chợt nhìn thấy chú chó sói với đôi mắt sáng như đèn pha đầy dữ tợn tiến tới với cái tay đeo nhẫn của người mà Gian đã nhìn thấy. Nó còn tiến sát lại gần cô bé và định nuốt chửng cô, tiếng hét trong cơn ác mộng ấy đã khiến Gian tỉnh giấc trong màn đêm tĩnh lặng. Nhưng nó chính xác là điềm báo cho cô bé vì những tên giang hồ đã bắt đầu mai phục nơi này rồi. Tên khốn kia hào hứng bước tới giường bệnh của mục tiêu, súng đã lên nòng chỉ chờ khai hỏa nhưng chợt tụt cảm xúc khi không có ai trên đó cả. Gian sải bước trên đôi chân khập khiễng chạy trốn khắp hành lang bệnh viện. Nơi cuối cùng mà cô bé nhỏ này có thể trốn lại là nhà xác biết hắn đã đứng ở ngay sau cánh cửa kia. Gian liều lĩnh mở cửa hộp mà nằm chung với xác người và dường như định mệnh sắp đặt. Người nằm yên vị lạnh lẽo trong đó lại chính là người mẹ thân yêu của cô bé. Cô bé nên không suy nghĩ mà ôm chặt lấy mẹ đã chìm vào giấc mộng vĩnh hằng của mình. Tên khốn bên ngoài mở từng ô để kiểm tra kỹ càng, tình thế kịch tính ngàn cân treo sợi tóc thì đồng bọn của hắn đột nhiên che ngang. Sau đó là màn combat rực lửa cực cháy của hắn với một người nào đó khiến cô bé bên trong chỉ biết nắm chặt tay mẹ để có thêm sức mạnh. Tiếng đạn súng đã trôi qua, bất ngờ người xuất hiện lại chính là chú Jinman, chú ấy ân cần nhấc bổng cô bé trên vai. Không quên che mặt cho người chị dâu tội nghiệp xấu số của mình rồi quay lưng với đôi mắt tràn đầy bi thương và hận thù. Ngay sau đó hai chú cháu đã chuyển tới sống ở nhà của chú Jinman rất vững chãi và kiên cố, họ tự thân vận động đồ của ai người nấy tự giữ. Gian bé nhỏ bất cần ngã xuống mặt đất chờ đợi sự giúp đỡ nhưng Jinman nhìn cô bé với ánh mắt lạnh căm. Đơn giản vì anh không thể thay thế cha mẹ cô nhóc, làm những điều mà bậc sinh thành lẽ ra phải làm được. Từ giờ cô phải tự lập và tự đứng vững trên đôi chân của mình thôi, vì con sói mạnh nhất là con sói cô đơn. Thế nên cô bé lại bật dậy và dọn dẹp đồ đạc đầy đáng thương, dù hay da rẻ đẹp trai lạnh lùng trước mặt nhưng Jinman luôn bí mật ở bên cạnh cô bé. Vì đêm nào Gian cũng mơ thấy ác mộng mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Bác sĩ còn chẩn đoán cô bé rơi vào tình trạng mất ngôn ngữ không thể giao tiếp vì cú sốc đột ngột mất đi cả cha và mẹ. Jinman đã tự trách bản thân rất nhiều, anh ra ngoài cửa phòng không ngừng trừng phạt chính mình. Vì có lẽ chính anh đã gây ra bi kịch cho gia đình đang yên ổn, ở trường Gian còn bị bạn học bắt nạt công kích thậm tệ. Chỉ có cậu bạn thân Jongmin là người duy nhất bảo vệ cô bé cho tới khi thấy chúng không ngừng đặt điều về cha mẹ mình. Gian đã mất quyền kiểm soát cảm xúc và bắt đầu phản kháng đầy bạo lực bằng chiếc ghế trên tay. Trời đổ cơn mưa, bất chợt nhìn bạn bè ai cũng có người thân đưa đón hoặc chí ít là có ô để có thể tự ra về. Duy chỉ có Gian là lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời lạnh lẽo, cô bé chấp nhận lom dom những bước chân về trong cơn mưa. Chú Jinman lái xe bán tải đi ngang qua nhưng không hề bảo cô bé lên xe vì mưa nào rồi mà hỏng tạnh. Hai người họ giữ im lặng, mỗi người chìm trong thế giới và suy nghĩ riêng. Cháu không muốn làm phiền chú, còn chú thì muốn cháu tự lập nên mới đạp ga mà phóng thẳng đi, khiến Gian hụt hẫng vô cùng. Những ngày sau đó ngôi nhà vẫn chìm sâu trong sự tĩnh lặng, khi cô bé vừa ngồi xuống bàn ăn thì chú lại đứng dậy và rời đi. Họ luôn phiên nhau xem tivi để tránh ảnh hưởng tới người còn lại, nếu cần mua đồ dùng học tập thì cũng dán giấy để lại trên tủ lạnh. Tiền cũng được trao đổi theo cách như vậy, có điều con số mà Gian muốn lớn hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Nên người chú nghèo làm thợ sửa ống nước may mắn thì tiền sao cho thấu nên không dán tiền lên nữa. Cô bé nhìn thứ người chú mình dán trên tường mà mặt đần thối ra vì không hiểu gì. Jinman tin rằng tự Gian phải dùng ý chí và sức mạnh nội tại mà vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình. Những người ngoài cuộc như họ hoàn toàn không có khả năng chữa lành cho cô bé. Một ngày nọ Gian bị đám bạn nhốt vào nhà kho ở trường còn khóa cửa cực chắc chắn. Cô bé âm thầm ngồi đó chịu đựng không hề la hét cầu cứu nửa lời, mãi tới khi bóng tối bao trùm con sói với cánh tay đeo nhẫn kia lại xuất hiện. Nỗi ám ảnh năm nào ùa về khiến cô bé sợ hãi tột cùng, lao ra cửa đập mãnh liệt và hoảng loạn gọi những tiếng đầu tiên. Trong giây phút tuyệt vọng nhất của đời thì bất ngờ lại là Jinman, người chú ấy đã phá khóa và mở cửa ra. Người mà cô bé luôn mong chờ đã xuất hiện, cô lập tức lao vào vòng tay Jinman để cho chú che chở những tháng năm tuyệt vọng của mình. Cô bé trách chú đã hứa sẽ sớm quay lại, sao bây giờ mới xuất hiện vậy chứ? Anh nhẹ nhàng vỗ về trấn an cùng lời xin lỗi vì tất cả, dù rất đau lòng nhưng cuối cùng anh cũng thành công với quyết định tàn nhẫn của mình. Họ đã cùng nhau thưởng thức thịt nướng món khoái khẩu trước đó đã tranh giành cực kịch liệt. Cô bé thậm chí còn khen tài nghệ nướng thịt đỉnh của Chóp khiến ông chú như đứng hình mất vài giây. Với niềm hạnh phúc dâng trào mà mặt vẫn da rẻ rất căng cực căng cọc. Quay trở lại thực tại thời điểm Jinman vừa mới qua đời, cô giáo dạy tiếng Trung của anh đã tới tận nhà để tìm. Còn nặng nặc đòi vào nhà cho bằng được, để tạo niềm tin ả ta còn sổ tiếng Trung khen ngợi cô là cháu gái. Cho rằng cô bé luôn thông minh xinh đẹp trong mắt chú Jinman. Ai có mà dè, Gian cực kỳ thành thạo tiếng Trung, biết rõ đó là lời khen pha ke của ả ta. Vì chú cô tuyệt đối không bao giờ nhận xét về mình mà chỉ toàn cà khịa không thì chú ta sẽ chơi trò Silent Treatment. Kế hoạch dụ dỗ đổ bể nên ả ta phải muối mặt quay lưng đi và hẹn dịp tái ngộ. Ả ta vừa rời đi thì họ lại tiếp tục nghiên cứu về trang web kia. Theo đó nó hoạt động theo mã định danh cho từng thành viên và được phân chia thành 4 cấp bậc khác nhau. Với quy định về chất lượng và số lượng mặt hàng cụ thể,
ví dụ như màu đỏ dành cho sơn nhân sẽ được lựa chọn những vũ khí có sức sát thương cao. Màu tím dành cho điệp viên với ống nhòm và thiết bị nghe lén. Màu vàng dành cho đội dọn dẹp hiện trường với chất tẩy rửa đặc biệt để làm sạch cơ thể. Cuối cùng là màu xanh không có danh mục nào cả. Triển theo quy định của hệ thống này thì những thành viên của Murthy Help không được phép tấn công mã xanh, mà ngược lại phải bảo vệ họ. Nếu mã xanh nguy hại đến tánh mạng thì những ai nhận được mã phải bảo vệ mã xanh. Đáng nói ở chỗ mã xanh lại chính là Jinman và cả Gia nữa. Trong lúc chưa hiểu cái mô gì chỉ biết cười đầy ngờ nghịch thì tiếng nổ lớn vang lên làm lay chuyển mặt đất. Vừa bước ra ngoài thì thấy toàn bộ phần cửa và tường bao quanh đã bị phá hủy. Rồi những chiếc máy bay tự lái lại liên tục nã kẹo đồng khi được trang bị 6 nòng ở tứ phía ngôi nhà. Cả hai chỉ biết cúi đầu mà hét trong bất lực, gọi điện thoại cũng vô ích khi đã bị ngắt tín hiệu. Họ đã lén bỏ chạy bằng cửa sau nhưng suýt chút nữa cũng thăng thiên nên liền nhanh nhẹn đóng cửa lại. Thật may là cả kính và cửa đều là loại chống đạn nên tạm thời có thể an toàn rồi. Họ không thể ngờ chỉ vài phút án binh bất động đã có những chiếc máy bay tự lái khác viện trợ. Bọn chúng được trang bị bom ghim thẳng vào cửa kính sau đó phát nổ đùng đoàng và khiến lớp cửa kính vụn vỡ như chưa hề có cuộc chia ly. Chiếc máy bay từ từ đi vào nhà sử dụng AI để nhận diện người và ngắm bắn chuẩn. Cả hai bị chia cách ở hai phòng khác nhau, Jongmin sợ hãi trốn vào tủ quần áo và an toàn sau màn nã kẹo đồng đầu tiên. Cho tới khi nó triển chiêu đặt bom thì dù có kiên cố tới mấy cũng chẳng chịu nổi. Tính mạng cậu đang treo lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Thì may mắn là Jian đã có mặt kịp thời dùng ná ngắm bắn chuẩn và thành công đập tan mắt radar giải cứu cho người bạn thân. Mặt khác đám giang hồ lại tụ họp để chuẩn bị xuất kích. Ông trùm Kim xuất hiện sử dụng chiếc dao sắc lẹm tạo nên đường cắt đẹp đẽ trên tay và vứt bỏ mã định danh được đặt trong đó. Đây cũng là cách tuyên bố sẽ chống lại luật lệ của Murthy Health vậy. Sau đó là màn tái hợp với Sum do kiểm tra cẩn thận vũ trang để sẵn sàng lên đường chinh phục mục tiêu Jian với phần thưởng hậu hĩnh. Quay trở lại quá khứ khi Jian mới chỉ là cô bé 17 tuổi, ngôi nhà này đã trải qua một lần cải tạo toàn diện. Jian chỉ có mong ước nhỏ nhoi là có cửa sổ trong phòng ngủ. Đội thợ sửa chữa được đà mà lấy gấp 3 nhưng trước ánh mắt lườm của người chú già vốn rất bình tĩnh kia, thì bọn họ liền quay xe giảm giá cái dẹt về con số gấp đôi, may sao cũng nhận được sự đồng ý. Trong thời gian đợi họ thi công, hai chú cháu phải chuyển tới nơi khác nhưng không phải là đi concert hay đi xin chữ ký thái công, mà lại đi tới ngọn núi gần đó. Biến cố xảy ra khi chú Jinman đột nhiên bị đau chân. Mặt trời lại bắt đầu xuống núi nên buộc phải dừng chân ở cái hang gần đó, đã vậy điện thoại thông minh cũng chẳng có tín hiệu. Người chú thì mồ hôi đầm đìa vì cơn cảm lạnh do mẹ thiên nhiên ban tặng. Jian phẫn nộ lắm khi bị đẩy tới bước đường cùng này. Chú Jinman bắt đầu giảng thuyết bằng câu nói rất quen thuộc, nghe kỹ này Jinan. Nếu rơi vào tình huống khó khăn, việc nên làm là bình tĩnh tìm ra giải pháp chứ không phải phân định đúng sai. Thật may là Jinman lại có bản đồ nên nhanh chóng phân tích tình huống. Chỉ còn cách duy nhất có thể sống sót là vượt 5 km đường rừng đến trạm cứu hộ. Với tình trạng hiện tại thì Jian phải một mình đi đến đó, cô bé dũng cảm này đã lập tức đồng ý. Vì nếu không thì người thân cuối cùng này của mình sẽ hòa tan cùng với đất mẹ. Trước khi rời đi, chú Jinman trang bị cho cháu gái chiếc ná. Vì biết đâu đó Jian sẽ phải chạm mặt với đám lợn rừng đói khát. Chẳng ai biết trước được chúng có lao tới mà cấu xé mình hay không. Thêm nữa, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm hãy nhìn lên trời và gọi lớn cái tên Jinman 3 lần. Nhất định người chú này sẽ xuất hiện giống hệt như năm cô bé 7 tuổi và bị nhốt trong nhà kho vậy. Jian cảm thấy những lời nói đó thật là nực cười, nhất là trong tình huống này. Chợt giác ngộ sao người chú vừa cảm lạnh vừa đau chân lại có thể tỉnh táo và nhiều lời như vậy. Chỉ chờ có thế, Jinman lại lan ra ăn vạ như thể đau đớn vô cùng tận. Jinman nhận chiếc lá, tò mò thử vài đường cơ bản và tự tin khẳng định sẽ sớm quay lại. Sau khi gọi cứu hộ thành công, cô bé không hề biết đó đích thực là bài huấn luyện mới mà chú Jinman đã cất công tạo ra. Dù biết là nguy hiểm nhưng phải để Jian tự đối mặt với khủng hoảng của chính mình. Ở đó đàn em Ba Xin đã chuẩn bị khẩu súng săn siêu to khổng lồ rồi, cuối cùng thì Jian cũng tìm thấy điện thoại gọi cứu trợ. Có điều ngay khi mở cửa ra thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Đám chó sói đói khát đang xô xé con mồi và lập tức lao ra bủa vây lấy cô bé. Jian sợ hãi vấp ngã, từ từ nhìn chúng tiến về phía mình một cách đầy hung tàn, chúng trở nên hung dữ cắn chặt lấy tay áo của Jian. Cô phải dùng tới hòn đá bên cạnh để giải cứu chính mình. Đối mặt với con sói đầu đàn, Jian tập trung cao độ dương ná. Nhớ lại lời chỉ dạy của chú, chỉ có kẻ yếu mới run rẩy, kẻ mạnh phải mở to mắt tập trung nhắm tới mục tiêu và hạ gục. Thực hiện đúng theo chỉ dẫn, cô bé đã thành công giải cứu chính mình. Đúng lúc ấy thì tiếng súng rền vang. Chú Jinman người khỏe như trâu đã xuất hiện từ phía xa và giải vây cho đứa cháu bé bỏng của mình trước sự nghi hoặc của Jian. Ông chú chỉ còn cách biện minh rằng là một fan MU và T1 khi chui vào hang thì đã được sức mạnh diệu kỳ. Thứ đó đã giúp mình hồi phục nhanh chóng để có thể ra gáy với cộng đồng mạng, còn thứ vũ khí kia là của người bạn cho mượn. Chỉ là cháu gái bé bỏng đây không biết sử dụng nó nên mới phải đưa tạm chiếc ná để phòng thân thôi. Kể từ đó, Jian đặc biệt thích thú với bộ môn bắn ná và không ngừng tập luyện để trở thành một thợ săn thực thụ. Có điều so với những nỗ lực đó thì sử dụng súng hiện đại vẫn cứ là oách xà lách và sức công phá ảo ma hơn, cứ một viên là bình thiên hạ. Đó là lần đầu tiên Jian được tiếp xúc với thứ nguy hiểm này, thời gian trôi qua thao tác lắp ráp cực nhanh nhẹn và chính xác. Chú top một server thì đúng là cháu cũng phải ra hình ra hài,
tư thế của Jian cũng được rèn rũa cực kỳ ra hình ra hài. Quay trở lại thời điểm hiện tại sau khi thoát hiểm nguy trong gang tấc, hai đứa nhóc này đã sử dụng cánh cửa tủ quần áo chống thép để bước ra ngoài, còn tranh thủ triệt hạ chiếc máy bay không người lái thứ hai nhưng không thể. Và nó lập tức bắn đạn dược liên tiếp vào cửa nhưng cả hai vẫn trụ vững. Có điều sau vài giây đình chiến, bầu không khí im bặt hẳn là có gì đó rất là tà ma ngoại đạo rồi. Nên khi vừa mới ngó đầu ra đã thấy bom được ghim trên cánh tủ, chưa kịp phản ứng định hình đúng sai thì đã bay xa cả mét. Hai người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi yên chờ bọn áo đen đến lấy mạng mình. May mắn là đúng lúc nó chuẩn bị ra đòn chấm dứt thì cô giáo dạy tiếng Trung Min Hye đã ngắm bắn chuẩn và triệt hạ nó từ khoảng cách rất xa. Do Min sợ hãi định bỏ chạy thì ngay lập tức bị Min Hye trấn áp, cô ta cố gắng quẹt mã ở cổ tay để biết danh tính của cậu ta. Nhưng lại chẳng có kết quả gì, liền cho một liều thuốc ngủ để bớt gây loạn, giờ đã đến lúc đối mặt. Jian cứ nghĩ Min Hye muốn xử lý mình nên cô cũng lập tức trổ tài bắn ná để dằn mặt cô ấy. Nhưng cô ấy là một áo đen đỉnh lưu, về độ nhanh nhạy và võ nghệ thì Jian kém hơn hẳn, bị lau sàn chỉ sau vài đường quyền. Tương tự như Jongmin, ả ta đã thực hiện quét mã Jian là mã xanh và là đối tượng bảo vệ của ả ta. Đúng lúc ấy một viên kẹo đồng bay tới với tốc độ bàn thờ, Min Hye nhanh nhẹn đẩy ngã Jian cứu cô nàng một bàn thua trông thấy. Sự nhanh nhẹn trong phán đoán và di chuyển kia cho thấy rõ ràng Min Hye không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng đấy. Chủ nhân của pha ra đòn vừa nãy chính là Seong Jo, hắn không hề biết Min Hye đã có mặt ở đây để hỗ trợ Jian, nên vẫn còn tươi tỉnh mà đùa cợt với tay tài xế cho rằng chuẩn bị có màn headshot tiếp theo. Min Hye biết rất rõ về lịch sử của Jian, tính tới thời điểm hiện tại chỉ có 3 lần Jian ngửa mặt lên trời gọi tên chú của mình. 3 lần, lần đầu là lúc bị nhốt trong nhà kho tại trường, lần 2 là bị quấy rối học đường và cuối cùng là khi bị ông chủ tiệm làm thêm quỳ tiền. Và chuyện gì đã xảy ra ở cả 3 lần đó thì cô biết rõ hơn ai hết, đám bạn kia bị chuyển trường tên quấy rối thì buộc thôi học. Còn ông chú kia bị gặp tai nạn và tất cả đều do một tay chú lắm tài nhiều thủ Jin Man xử lý. Ngoài ra trên tay Jian được cài mã xanh giống với người chú của mình lên sẽ được tất cả bảo vệ khỏi nguy hiểm. Seong Jo vẫn tiếp tục đợi để đối phó với tình thế này, Min Hye đã đốt bom khói nhằm làm cản trở tầm nhìn của hắn. Chiếc máy bay không người lái tiếp theo xuất hiện trong làn khói mờ mịt. Min Hye oai nghiêm không khác cùng đôi mắt sắc nét bắn hạ nó dễ dàng, chẳng thể ngờ lại vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn. Trước khi cô kịp nhận ra thì đã nhận về viên kẹo đồng ghim thẳng vào tay và đánh rơi khẩu súng ngay giữa nhà. Bên cạnh Seong Jo, rất nhiều anh hùng giang hồ đã sẵn sàng cho cuộc tập kích này để bắt chọn mục tiêu Jian. Trong khi Min Hye đang tự cầm lại vết thương thì Jongmin đã tỉnh dậy cô bé đang cố gắng nắm lấy thứ hung khí trước mặt để phòng thân. Nào ngờ lại bị dằn mặt không trượt phát nào, chợt nhớ ra lời dạy của chú phải tìm ra điểm mù của đối phương. Liền nảy ra ý tưởng sử dụng gương đặt lên cây chổi kiểm tra từ tầm thấp cũng tạch tới tầm trung cũng tạch nốt. Chỉ tới khi đưa nó lên tầm cao thì Seong Jo mới lơ là mà bắn trượt. Jian hạ quyết tâm rồi leo lên tủ lạnh và thực hiện cú nhảy để lật ngược tình thế hiểm nghèo này. May mắn né được viên đạn chí mạng chỉ cách viên kẹo đồng đang bay với vận tốc cực đại vài milimét mà thôi. Thành công tiếp cận khẩu súng kia cũng vì cái tay ngắn chẳng thể với tới mà cô lập tức lật chiếc ghế sofa lên. Chẳng thể ngờ lại phát hiện ra một bảo vật quý báu khác mà chú Jin Man đã cất giữ bấy lâu. Đó chính là khẩu súng trường cùng với ống ngắm ngầu hết sảy con bà bảy. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Min Hye, Jian đã thành công lắp ráp, rồi chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để ngắm bắn chuẩn đét về phía đối thủ để dằn mặt. Quả nhiên Seong Jo cũng xin gọi là giật mình sương sương vì nhém tí nữa hắn đã kết thúc vai diễn ở đây. Đúng lúc đó thì tên anh tài khôn lỏi này định ra tay với Jongmin, đáng tiếc là Min Hye vẫn rất tỉnh và đẹp gái. Giải quyết tên tép diêu này chỉ trong một nốt nhạc, đám giang hồ khét tiếng cũng rén ngang khi nghe tới cái tên Min Hye. Vì biết rõ đây không phải là một mục tiêu dễ bị đánh bại nên Min Hye đã ra lệnh cho hai đứa nhóc hãy đi về phía nhà kho. Tìm ra cửa dẫn tới cửa hàng Mơ Thi Heo, dù vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối nhưng trước màn cho kẹo đồng bay vèo vèo thế này, Jian chẳng còn lựa chọn nào khác mà tin tưởng người phụ nữ vừa mới gặp tức thì. Jongmin vì quá sợ hãi đôi chân chẳng thể đứng lên được, khiến một phần cơ thể của Jian rơi vào tầm ngắm của Seong Jo. Hắn đã nạp đạn lên nòng để bóp cò chuẩn xác phát này. Nhưng ai mà có rẻ, Min Hye phải giữ lời hứa bảo vệ cô bé với Jin Man nên không thể để hắn ra tay dễ dàng vậy được. Đáng tiếc là khi bắn ngược lại thì đạn lạc chỉ khiến cho tay tài xế xanh cỏ mà thôi. Cả ba người họ đã tiến tới nhà kho an toàn. Min Hye như thể thông thạo nơi này, cô kéo tấm màn che chắn thép và nháy mắt đầy tinh nghịch. Dù bên ngoài dân anh chị đã tề tựu đông đủ, theo sự hướng dẫn của Min Hye thì Jian đã tới trước cánh cửa bí mật dẫn tới cửa hàng. Cô nhập cả ngày sinh của mình và chú nhưng đều không chính xác. Cho tới khi Long Thể bình tĩnh hơn chút mới nhớ ra chú đã dặn phải ghi nhớ mã số căn cước công dân. Không chần chừ mà nhập vào, sau màn kiểm tra khuôn mặt tương thích hệ thống thang máy đã tự động di chuyển, dẫn cả hai tới một thế giới mới mà trước giờ chưa từng được biết đến. Cẩn thận tiến vào trong thì những gian hàng của Mơ Thi Help hiện ra đúng với những gì đã mô tả trên trang web bán hàng. Jian đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, còn Jongmin thì tỏ ra phấn khích lắm. Đúng lúc ấy có một tên bịt mặt kín xuất hiện và giương thẳng nòng súng về phía họ, chào hỏi Jian cực thân thiết còn tự xưng mình là brother nữa. Quay ngược lại quá khứ, Jin Ma nhận được cuộc gọi từ đàn em thông báo rằng bằng cách thần kỳ nào đó Ba Lê vẫn còn sống.
và hiện đang có mặt tại đám tang của mẹ anh đó, chính là lúc Jinma nhận thức về viễn cảnh tồi tệ gì sắp xảy ra. Anh đã nhờ đàn em hãy bảo vệ Jian giúp mình, trên đường đi anh nỗ lực liên hệ với anh trai và chị dâu nhưng chẳng có ai bắt máy. Đã gấp gáp thì chớ lại bị chiếc xe chặn đầu, tưởng chừng chỉ là tai nạn hay sự cố nào đó thôi. Nhưng thực chất lại là màn tập kích và nã kẹo đồng không ngừng nghỉ từ những kẻ có ý muốn xử lý anh. Còn ở thời điểm hiện tại, trong nhà kho chứa đầy ống nước nông nghiệp đã có màn combat tranh tài cao thấp. Min Hye tự tin tuyệt đối với khẩu súng trường nhắm tới kẻ cầm đầu là tên kim đầu chọc nhưng rất tiếc lại chật mục tiêu. Khởi đầu cho màn giao tranh khốc liệt rồi lại tạm đình chiến để nạp đạn được. Đúng lúc cần sự yên tĩnh nhất thì Seong Jo lại trở thành kẻ phá tim khi liên tục hỏi qua bộ đàm. Khiến tên đầu chọc bực tức mà ngắt tín hiệu, Min Hye cứ như bật haki né hết đạn lao vào người, cứ phải gọi là 10 điểm không có nhưng. Đã vậy còn cực thông minh giả bộ dễ đành đạch khiến chúng tò mò mà bật đèn lên mà cô chỉ chờ có thế. Hai tay hai súng say bái bai với tên kia, lúc sau không gian lại yên ắng lại hẳn, cô bình tĩnh ngồi chễm chệ ở thùng hàng phía trên. Chỉ chờ tên bên dưới lơ là liền tiến tới bất thình lình xin tí siro nhỏ. Nếu có lỡ phải đối mặt trong tình huống thất thế thì lại nhảy samba vài vòng và xiên luôn gân chân đối phương. Thao tác vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, thấy số lượng đồng đội bỏ mạng ngày càng nhiều. Kim đầu chọc hạ lệnh phải bắn lên trần nhà, có như vậy mới đủ ánh sáng để quyết chiến được. Tuy nhiên nó chỉ đủ để gây khó cho Min Hye một tí chứ chẳng thể triệt tiêu được áo đen đỉnh lưu này. Sau cùng thì kim đầu chọc cũng được tỉ thí với Min Hye nhưng có vẻ như đối phương lần này ở một cái tầm khác hẳn. Họ ăn miếng trả miếng cực kịch tính, giờ hết tất cả kỹ năng thượng thừa đã có. Ngay khi giành ưu thế, kim đầu chọc lập tức muốn lấy mạng Min Hye, chẳng thể ngờ cô nàng lại có thủ thuật thần sầu tới thế. Khi tay đã ghim sẵn hàng nóng sắc lẹm lần thi độ lì và sức chịu đựng này, Min Hye là người thắng cuộc còn nghĩa tình và vuốt mắt cùng lời tạm biệt thầy kim đầu chọc. Trong khi đó, Brother giờ đã chạm mặt Gian tại cửa hàng Murthy Help yêu cầu hãy còng tay Jong Min lại. Jian giả bộ nghe lời nhưng rồi đánh lạc hướng và tận dụng thời cơ để áp chế hắn. Còn biết tới cả môn phái khóa cổ, cao thủ này khiến Jong Min trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Mà để có được tài năng đi đường quyền này thì là một câu chuyện dài phía sau cô nàng bất hạnh. Khi Jian còn là nàng thiếu nữ mới lớn cũng có tình đầu thơ ngây với bạn trai. Cả hai vui chơi cực vui vẻ tại công viên giải trí, cô nàng còn phô diễn sức mạnh khi bảo vệ bạn trai chống lại trọng lực cùng cặp giò chắc nịch. Nhưng khuôn mặt lại hết đỗi ngây thơ và nụ cười quá trời rạng rỡ. Trên con xe tay ga không mũ bảo hiểm họ đã có những giây phút hạnh phúc giản đơn như thế của thời thanh xuân vật vã. Về tới trước cửa nhà anh, bạn trai chủ động đề nghị một nụ hôn để kết thúc ngày tuyệt vời này. Đúng lúc mọi thứ rất hoàn hảo, thiên thời địa lợi nhân hòa thì chú Jinman đột nhiên xuất hiện đỡ cô cháu gái khỏi té ngã. Rồi ông chú dằn mặt nhóc ác không trượt phát nào khi mở lớp dạy luật giao thông cấp tốc tại chỗ. Với khuôn mặt lạnh ngắt và muốn xiên thằng nhóc này khi ve vãn cháu gái mình. Ông chú Pasin cũng phối hợp nhịp nhàng khiến hắn sợ thất thần mà chuồn ngay lập tức. Jinman cực kỳ khó chịu khi thấy bạn của cháu gái thậm chí còn chẳng thèm cúi đầu chào hỏi mình. Anh bất mãn bảo thật là chẳng có chút phép tắc nào, kể từ đó nếu có chạm mặt Jian thì tên bạn trai lại quay người bỏ đi và bỏ lại cô bé cùng sự hụt hẫng vô cùng. Trở về nhà, Jian phàn nàn rằng vì chú mà rất nhiều người bạn của cô bé đã cắt đứt liên hệ. Từ Min Suk tới người bạn thân thường tới nhà chơi hay thầy gia sư hay cả người yêu cũ nữa. Tới bây giờ Jinman mới chịu hé lộ chúng đều là đám người tồi cả. Min Suk đã lấy trộm đồng hồ của anh tới khi bị bắt tại trận mới chịu cúi đầu xin lỗi. Tên thầy giáo thì có tố chất của một kẻ bệnh hoạn, minh chứng rõ ràng nhất là một tuần sau khi nghỉ dạy Jian hắn đã nhập kho vì tội quấy rối. Còn tên bạn trai kia đơn giản là nhỏ tuổi mà đã ra tố chất dân tổ mà vi phạm luật an toàn giao thông. Túm cái quần lại thì chú làm tất cả có thể để bảo vệ cháu gái mà thôi nhưng chưa hài lòng với lời giải thích ấy. Jian tiết lộ bản thân đang làm việc cật lực để kiếm tiền và sẽ dọn ra ngoài ở riêng để không phải chạm mặt với chú. Nếu vậy thì chỉ cần đánh vào khuôn mặt này một lần thôi, chú sẽ ok là ngay. Sau khi chốt kèo, Jian chơi xấu khi đánh lén từ phía sau nhưng chừng đó chưa đủ với người chú đẹp trai này. Đã vậy còn bị mỉa mai cháu quá chậm chạp rồi, cố chấp mà thử thêm vài lần cuối cùng chỉ nhận về sự đau đớn và ê chề nhục nhã. Trong lúc thực hành lái xe nâng, Jian cũng nhanh nhẹn dồn chú vào một góc để ra tay, nào ngờ kẻ đi săn lại hóa thành con mồi. Chú Jinman chẳng những đẹp trai mà còn rất tỉnh nữa, bay nhảy cứ phải gọi là hết nước chấm. Pasin ra sức ngăn cản, cô bé nhẹ cũng có mà mạnh bạo cũng có, mức độ nhẹ thì gạt chân để lăn ra đo đất. Hoặc nặng nề hơn là màn khóa cổ đầy nghệ thuật, thậm chí còn nhận được tín hiệu đồng ý từ Jinman nên tự tin thể hiện mà không sợ bị trách cứ. Tới khi cô bé tỉnh dậy thì họ lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chẳng phải anh là người ra lệnh cho tôi sao? Tôi á, bao giờ khi nào, có ai làm chứng, ai chứng cơ chứ? Jian cũng xin là cạn lời với những thanh niên to xác tâm hồn trẻ thơ này. Cô quyết tâm phục thù với mũi tên uất hận. Jian đã tới nhà hàng Thái của Pasin để xin được chỉ dạy vài đường cơ bản để đánh người chú của mình. Lẽ ra học phí phải là 1 triệu một tháng nhưng vì con số đó quá lớn với cô nhóc 17 tuổi như Jian, nên dù chỉ có thể trả 1/10 thì Pasin cũng gật đầu đồng ý. Buổi tập đầu tiên bắt đầu, cô bé chưa chuẩn bị đã ăn một cú ra đòn thẳng tay. Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thầy trò tập luyện cực căng thẳng, từng đường quyền được chỉ bảo cực cẩn thận. Thậm chí trong lúc làm thêm, Jian cũng không ngừng tập luyện.
Ban đầu những vị khách còn rất lạ lẫm nhưng rồi từng đồng tiền học phí chất bóp trao tay. Cô bé vẫn chưa thể chạm đến khuôn mặt điển trai của người đàn ông quái đản này. Chăm chỉ rèn luyện sức bền từng ngày không bỏ cuộc trong những bài tập khó. Dù có bị gọi là ốc sên chậm chạp đi chăng nữa thì cô vẫn bỏ ngoài tai mà cố gắng tập luyện. Trong một lần cố đánh lén lại bị hạ gục đầy xấu hổ cho tới khi cô thân thiết hơn với những vị khách ở đây. Kỹ năng cũng được cải thiện đáng kể, vẫn hăng say tập luyện ở bất cứ đâu bất cứ khi nào. Có thể từ nhà hàng tới phòng tắm thậm chí tới khi họ hòa làm một cùng nhau nói cười vui vẻ. Jian gần như đã lĩnh hội đầy đủ bài giảng của thầy Park Shin, cùng nhau ăn mừng cực phấn khích. Đêm đó khi Jian đang đi dạo vô tình bắt gặp cô bạn mình bị đám cà lơ phất phơ chặn đường và chuẩn bị giở trò đồi bại. Cô nàng đã dũng cảm mà tiến tới, dù bị bao vây bởi những nam nhân cao to đen hôi nhưng ánh mắt nữ nhân kiên cường chẳng hề nao núng. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cuộc quyết đấu, không uổng công khổ luyện thành tài cô ra tay không một vết xước. Thậm chí còn có phần bất ngờ về chính năng lực thực chiến của bản thân mình vì quá bá đạo. Tới khi tên khốn này sử dụng tới hung khí thì chú Jin Man lại xuất hiện chặn lại. Bàn tay đã bị thương nhưng chẳng hề tỏ ra đau đớn chút nào. Cảnh sát sau đó cũng tới kịp lúc nhớ cô bạn đã nhanh trí chạy đi báo cáo, liền nhận về cái gật đầu trấn an từ Jian. Chú Jin Man tỏ ra lo lắng cho cháu gái vì biết cô đã có thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng chưa thể đánh bại một người mang vũ khí được, cô bé chẳng buồn nghe chỉ muốn tới nhà thầy Park Shin để gia tăng lực chiến. Có điều khi tới đây thì Park Shin đã lặn không sủi mất tăm hơi cùng với số tiền quẫm mất từ những khách hàng thân thiết. Anh ta chỉ để lại duy nhất một thứ chính là lời nhắn dành cho Jian, cô đã không còn là chú ốc sên chậm chạp nữa rồi. Quay trở lại hiện tại cô nhận ra tên bịt mặt này đã lắp camera theo dõi cô ở mọi nơi. Từ trường học tới tận phòng tắm nên điên tiết mà tặng hắn một cú đá sấm sét. Dù có bị dí súng vào thái dương hắn vẫn nhất quyết không khai ra nửa lời chỉ muốn mau chóng tiếp đạn cho Min Hye. Nếu không thì tất cả họ sẽ về chầu Tây Phương cực khổ. Trong lúc ấy Jong Min đã lẻn vào căn phòng cạnh đó tự nhiên như trốn không người mà khởi động lại hệ thống đèn lên. Và có vẻ như tên Brother bị dị ứng với ánh sáng cả người trở nên run rẩy và ăn nói lắp bắp hơn hẳn. Cũng giống như người chú ấm áp đã đến bên hắn, Jian liền che chắn tầm mắt để hắn hạn chế tiếp xúc với ánh sáng. Hắn đã lắp bắp định khai ra mọi chuyện nhưng Jong Min lại nhẫn tâm mà nhét rẻ lau vào miệng hắn. Rồi cậu ta thao túng tâm lý rằng tên này cố tỏ ra đáng thương để che giấu âm mưu mờ ám khi đã theo dõi cô suốt thời gian qua. Jong Min lập tức rời khỏi vị trí tới bên dàn máy chủ cực hiện đại và bề thế. Đôi mắt cậu trở nên sáng rực như đèn pha. Khi cô vừa quay lưng thì Brother cũng lẻn mất cùng lời dặn dò không được tin tên bạn kia. Jian vội vàng đuổi theo nhưng vẫn bật chế độ cảnh giác cao nên thành công thoát khỏi pha mục kích bất ngờ của hắn với cú đá quyền lực. Chưa từ bỏ cơ hội hắn cố tình dẫn đường khiến cô ngã xuống căn hầm bí mật rồi đóng sập cửa lại. Trong nháy mắt hệ thống đèn lại bị vô hiệu hóa, Jong Min rất chật vật trong bóng tối. Trong khi Brother giờ đã có thiết bị tối tân để hành động đơn giản mà hạ gục Jong Min bằng súng điện bắt cậu ta lại. Thấy bạn rơi vào nguy kịch thì không khỏi lo lắng nhưng kịch hay chưa dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục trói chặt tứ chi và nhét khăn vào miệng đầy thô bạo y như cái cách mà cậu ta đã làm với hắn trước đó. Toàn bộ camera đã hiện rõ khuôn mặt hắn với yêu cầu hãy lấy bản giao ước được đặt ở ngăn kéo thứ hai. Đó chính xác là giao kèo của tổ chức Mercy Health, quy định rằng nếu chủ tịch Jin Man qua đời hay tạm thời vắng mặt vì tai nạn, thì Jian sẽ là người thừa kế và phải đảm nhiệm mọi vấn đề liên quan tới kế toán, quản lý và nhân sự. Sau đó là ti tỉ các điều khoản vô tri khác được hắn đọc thuộc lòng nhưng Jian chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều. Cô liền đặt bút xác nhận đồng ý ngay lập tức với yêu cầu duy nhất là được thoát ra khỏi đây. Giống như cam kết sẽ phục tùng Jian vô điều kiện nên hắn đã đưa cô ra ngoài. Ngay khi tái hợp Brother giờ tiết lộ Jian Man biết rất rõ tổ chức này sẽ bị tấn công và bản thân có thể xanh cỏ bất cứ lúc nào. Trong lúc hắn bất cẩn Jian nhanh nhẹn nhảy luôn khẩu súng bên túi quần của hắn yêu cầu phải thả bạn của mình ra. Không được nhất định không được vì sau khi gặp tên Jong Min này ông chủ đã bỏ mạng mà. Jian đứng hình mất vài giây nhưng sau đó Brother vẫn mở thoát tay cho hắn thì lập tức nhận về cú đánh trời giáng. Jian đã lớn tiếng ngăn cản, cô đang rơi vào tình huống khó xử khi chẳng biết phải tin vào ai nữa. Jong Min nhanh chóng biện minh lý luận quen rằng chính mình đã ở bên cạnh cô giúp cô tổ chức tang lễ cho chú Jin Man. Cùng nhau vào sinh ra tử sau cuộc hỗn chiến ở nhà, cô chẳng có lý gì lại là hung thủ lấy mạng chú Jin Man người mà hắn coi là ân nhân cả. Ngược lại hắn cáo buộc Jong Min làm như vậy vì muốn xóa sạch chứng cứ về tội ác của bản thân mà thôi. Brother nói thêm Jin Man tuyệt đối không thể là người tự sớt được. Chỉ cần cô mở đoạn phim có tên 0404 thì sẽ biết mọi bí mật về sự ra đi của chú Jin Man thôi. Jong Min đột nhiên hoảng loạn khi thấy Jian từ từ tiến về phía máy tính và đặt tay lên chuột để tìm kiếm. Dừng lại ngay, nếu lỡ nhấn vào đó cánh cửa an toàn bị vô hiệu hóa đám đầu trâu mặt ngựa kia có thể đột nhập vào thì sao? Jian không muốn tin cũng khó vì nó rất hợp lý vào tình cảnh nguy cấp này thừa thắng xông lên. Cậu ta tiết lộ năm xưa chính mình là người đã báo cho chú Jin Man biết khi cô bị bạn học nhốt trong nhà kho ở trường. Một bên thì nói đúng sự thật trong ký ức của cô, bên còn lại thì lắc đầu liên tội. Trong lúc đang căng não chọn con tim hay là nghe theo lý trí thì câu nói nghe kỹ này Jian của chú lại văng vẳng bên tai. Trước đó Jian của tuổi 13 rất thích nuôi mèo nên đã nhận chú mèo hoang này về nhà. Chú Jin Man không đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối, chỉ nhắc nhẹ mỗi quyết định được đưa ra đều gắn liền với trách nhiệm ràng buộc.
nhận nuôi được thì cũng phải chịu được cảm giác khi nó lìa đời. Cô bé cứng đầu vẫn kiên quyết chọn nuôi, còn đặt tên đầy thân thương. Tình thế hiện tại, cô bé cũng phải tự đưa ra quyết định thay vì nắm chuột lại túm lấy khẩu súng bên cạnh. Cô ra lệnh cho Brother giờ tiếp đạn cho Min Hye, hắn chần chừ không muốn rời đi. Nhưng vì đó là mệnh lệnh của mã xanh quyền lực nên hắn không thể chống lại. Hắn chỉ muốn lấy lại chiếc mũ len che mặt, còn dành tặng cô chiếc kính mắt để lại trịnh trọng trên bàn rồi mới yên tâm rời đi. Cùng đó là lời nhắn nhủ tuyệt đối không được rời khỏi trung tâm mua sắm này. Hắn đã gặp lại Min Hye ở nhà kho bán ống nước, màn tái ngộ sau nhiều năm không gặp khiến cô ta nở nụ cười bất giác. Trong khi đó, Jong Min lại ôm chầm lấy Jian mãi chẳng rời, cảm ơn thật nhiều vì cô đã lựa chọn tin tưởng và bảo vệ mình. Có điều tôi chính là một trong những kẻ đã nhốt cậu trong nhà kho vào ngày định mệnh đó đấy. Jong Min có màn quay xe còn hơn cả dân tổ phóng đỗ tim em. Jian chưa kịp phản ứng gì đã nhận một pha trích điện từ hắn rồi cô dần rơi vào tình trạng vô thức. Chợt thấm thía bản thân đã phải trả giá cho lựa chọn sai lầm vừa rồi. Việc này giống hệt như khi trước ngày chú mèo chút hơi thở cuối cùng Jian đã khóc như mưa. Chú Jin Man chỉ lặng lẽ ở bên để an ủi và để cô bé tự vượt qua nỗi khổ tâm của mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn mới thấy hắn đầu tư diễn xuất tới mức nào. Mặt khác, đám quân của Seong Jo lại có món đồ chơi mới với thiết kế rất chi là pro vip. Jong Min cùng với bạn học bước vào nhà, cả hai nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở bên trong. Cả hai còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tấn công bởi người đàn ông. Người đàn ông yêu cầu hai người hack vào một trang web trong vòng 3 phút. Hóa ra kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường là Yang Han, nghe nói hai đứa nhóc này đã đột nhập vào cửa hàng trực tuyến của Jin Man. Vì vậy hắn ta muốn xác nhận tính xác thực, thời gian quy định sắp hết Jong Min đã thành công. Nhưng bạn của anh ấy bị ăn kẹo đồng và mất ngay tại chỗ, Jong Min có vẻ không sợ hãi khi nhìn thấy điều này, ngược lại có chút phấn khích. Anh hỏi Yang Han và đồng bọn của anh ta có chịu trách nhiệm dọn dẹp nạn nhân không. Yang Han yêu cầu Jong Min lấy máy chủ của cửa hàng trực tuyến của Jin Man. Hôm đó Jong Min đã làm việc trong kho ống nước của Jin Man trong khoảng thời gian vắng mặt Jin Man. Jong Min đã sử dụng bút quay video tìm kiếm xung quanh lối vào cửa hàng trực tuyến, cũng như các manh mối liên quan nhưng hoàn toàn không có gì hữu ích trong nhà kho. Ngay khi Jong Min tự hỏi ở trong đây có cái gì, Jin Man bất ngờ lên tiếng hỏi cái gì. Jong Min hoảng loạn vội nói rằng không có gì. Jin Man cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Đúng lúc Jong Min nhận được một tin nhắn Yang Han thông báo vẫn còn một ngày nữa. Jong Min lấy cớ mình đau bụng xin phép sử dụng nhà vệ sinh. Sau khi anh lấy lại bình tĩnh lên kế hoạch tìm lối vào cửa hàng trực tuyến. Lúc anh đang định mở cửa đi vào một căn phòng, âm thanh đột ngột của Jin Man khiến anh giật mình. Rõ ràng là không thấy bóng dáng của Jin Man ở đó, vậy rốt cuộc âm thanh phát ra từ đâu? Jong Min cẩn thận bước đến phòng khách phát hiện ra một chấm nhỏ ở phía trên. Đúng lúc Jin Man bước vào, anh ấy hỏi Jong Min vừa rồi có sợ không. Lúc Jian ở nhà thì anh sẽ ở trong kho rất rắc rối trong việc đi lại, vì vậy anh đã lắp đặt một chiếc loa. Jong Min nhanh chóng giải thích rằng anh chỉ đi vào trong đây để thăm nhà. Ngoài ra Jin Man còn nghe nói chuyên ngành của Jong Min là ngành kỹ thuật máy tính. Vậy nên anh muốn nhờ Jong Min giúp mình một việc, có gì đó không ổn với máy tính của anh. Đây cũng là điều mà Jong Min muốn. Sau khi Jong Min kiểm tra máy tính, anh nghĩ máy tính đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Trước tiên anh sẽ định dạng nó và lưu tất cả các tệp có thể. Jin Man muốn trả tiền sửa chữa nhưng bị Jong Min từ chối. Lý do là mối quan hệ giữa anh và Jian rất thân thiết. Jin Man bất ngờ hỏi Jong Min học lớp mấy. Bởi vì trước đây anh chưa bao giờ gặp bạn bè của Jian, vậy nên anh rất muốn biết cả hai đã trở thành bạn bè từ khi nào. Jong Min thú nhận mình là bạn học cấp 2 ngay khi anh nói đến việc Jian bị nhốt trong trường. Jin Man ngay lập tức ngắt lời Jong Min như thể đã mong đợi Jong Min sẽ nói ra điều đó. Sau đó anh nói mình phải đi đến nhà kho để dọn dẹp, khi nào Jong Min xong thì đến đó. Sau khi xác nhận Jin Man đã rời đi rất nhanh, anh đã đồng bộ hóa máy tính, thậm chí còn than thở rằng thật quá dễ dàng. Có điều Jong Min không biết rằng mọi nhất cử nhất động của anh đều bị giám sát bởi Jin Man ở dưới tầng hầm. Đêm đó Jong Min trở về nhà, Jin Man cũng bắt đầu sử dụng máy tính và lần này anh ấy đăng nhập vào cửa hàng trực tuyến của áo đen. Mật khẩu của trang web cũng như toàn bộ dữ liệu Jong Min đã thành công có được nó. Anh đang vui vẻ thì nhận được một tin nhắn đối phương cho biết anh đã làm rất tốt. Sau đó có tiếng mở khóa cửa, Jong Min nhận ra rằng chắc chắn Yang Han muốn xử lý mình. Vì vậy trước khi áo đen hành động, anh gõ mã với tốc độ rất nhanh, lúc áo đen chĩa súng về phía Jong Min. Jong Min cuối cùng cũng đã thiết lập xong, anh đứng dậy và cảnh báo áo đen, nếu như xử lý anh như thế này tất cả sẽ đều trở nên vô ích. Sau khi nghe điều này, áo đen ngay lập tức báo cáo với Yang Han lệnh nhận được là xử lý Jong Min. Ngay khi áo đen chuẩn bị ra tay, Jong Min vội hét lên rằng anh rất tài năng, rất giỏi trong việc hack. Anh có thể giúp Yang Han đạt được điều anh ta muốn. Yang Han yêu cầu Jong Min nói cuối cùng kế hoạch của Jong Min đã trở thành hiện thực. Trở lại thực tại, anh mở thư mục 404, bên trong có chứa video Jin Man treo người anh ấy. Thấy chỉ có mỗi vậy, Jong Min rất thất vọng. Sau đó anh lấy chiếc bút trong túi ra và kể cho Jian nghe về cái chết của chú cô ấy. Hóa ra Jin Man đã phát hiện ra Jong Min có điều gì đó không ổn, vì vậy anh đã treo người Jong Min lên cao. Tuy nhiên điện thoại của Jong Min chứa đoạn ghi âm trong vụ bắt cóc Jian. Cuối cùng anh đã hy sinh mạng sống của mình, hy vọng tổ chức Babylon có thể thả Jian. Tuy nhiên Jong Min thú nhận rằng đoạn ghi âm đó được tổng hợp bằng ai. Anh không ngờ Jin Man lại ngu ngốc đến thế. Jian sau khi biết được sự thật, cô đã hét lớn lên trong sự suy sụp. Trong lúc Jong Min huyên thuyên cảm thấy bản thân mình quá tuyệt, Jian đột nhiên bật cười. Bởi vì những kẻ ở Babylon sẽ không bao giờ tha cho Jong Min.
chỉ cần anh bước ra khỏi ngôi nhà này chắc chắn sẽ bị bọn chúng xử lý và Mã Xanh sẽ được bảo vệ. Jin Man đã mất, bây giờ người duy nhất có Mã Xanh còn sống là cô. Mặc dù Jian không biết chú mình đã làm gì nhưng xét theo quy mô, cô cá là sẽ có nhiều người cố gắng bảo vệ cô hơn. Vì vậy cô hy vọng Jong Min có thể suy nghĩ lại, ở đây không có ai đến từ Babylon cả. Nếu anh có chết bọn họ cũng sẽ không quan tâm và cũng chỉ là quân cờ của bọn họ. Jong Min hơi bối rối trước lời nói của Jian nhưng anh vẫn không có ý định thả cô ấy. Cả hai đã cãi nhau kịch liệt, Jian cười nhạo Jong Min là một kẻ hèn nhát, Jong Min tức giận đánh Jian. Sau một lúc đôi co với nhau, Jian đá Jong Min đi bằng cả hai chân. Sau đó dùng hết sức lực đẩy mạnh Jong Min dưới gầm bàn máy tính, Jian nhanh chóng bỏ trốn. Lúc này lời nói của người chú vang vọng bên tai cô, phải tận dụng hết mọi thứ trong những thời khắc khủng hoảng và sử dụng bất kỳ thứ gì để sống sót. Jian ngay lập tức lấy một bó dây thừng và một thùng hóa chất giống như keo. Chẳng mấy chốc Jong Min đã rơi vào cái bẫy do chính Jian giăng ra, mặt khác các thành viên bổ sung của nhóm đánh thuê Babylon đã đến. Đồng thời lúc này Min Hye đang điều trị vết thương trên cánh tay người đàn ông cầm búa đập mạnh vào tường. Anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi đào được một cái hố lớn, hóa ra ở bên trong đó có chứa vũ khí. Bọn đánh thuê cũng không nhàn rỗi, kỹ thuật viên đã mang đến một thiết bị điều khiển mới. Sau khi kiểm tra độ bền chắc của nó đã nhảy khỏi cầu và lao về phía ngôi nhà với tốc độ rất nhanh. Mặt khác, người đàn ông tiết lộ rằng mỗi căn phòng ở trong nhà đều dùng để phòng thủ. Nếu sử dụng đúng thì không một ai có thể bước vào. Anh điều khiển máy tính và hạ cửa cuốn chống đạn xuống. Tuy nhiên, việc làm này đã bị tên bắn tỉa Seong Jo nhận ra. Anh ta ngay lập tức thông báo cho đồng bọn nhanh chóng đột nhập vào ngôi nhà. Thiết bị điện tử đã lao vào trong nhà Min Hye, bắn nó bằng hai phát súng nhưng vì thứ này phản ứng rất nhanh nên cô không thể diệt được nó. Cộng với tiếng súng từ bọn đánh thuê ở bên ngoài, Min Hye buộc phải phong tỏa phòng khách. Lúc bọn đánh thuê đến trước ngôi nhà, thiết bị điện tử đang dùng thân chặn cửa chừa lại một khoảng cách nhất định để có thể bò vào trong. Ngoài ra thứ này còn có chức năng cảm ứng nhiệt, có thể nhìn xuyên qua cửa sắt và thấy bóng người. Min Hye nói với người đàn ông, từ đây trở đi anh phải tự lực cánh sinh. Ở dưới tầng hầm, Jin Man để lại một lá thư cho cháu gái anh, cho Jian một cơ hội để lựa chọn. Thứ nhất, nếu Jian muốn chạy trốn khỏi hoàn cảnh này, sử dụng cửa sau của trang web dẫn đến lối thoát để chạy trốn. Thứ hai là gia nhập cùng những người đang đấu tranh vì mình và bảo vệ nơi này. Lúc này thiết bị điện tử đang cố định cơ thể, từ từ mở rộng cửa khoan, cố khoan một lỗ nhỏ và cho khói vào đó. May mắn thay, Min Hye và người đàn ông đã chuẩn bị sẵn thiết bị. Cả hai đeo mặt nạ và chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù, chẳng mấy chốc một lỗ nhỏ đã được khoan trên cửa. Ngay khi thiết bị điện tử bơm khói vào bên trong, người đàn ông ở bên trong điều khiển cánh cửa khiến thiết bị điện tử rơi xuống. Bọn đánh thuê còn chưa kịp phản ứng, một quả bom chớp nhoáng đã được ném ra. Min Hye mã tín đỏ như một ảo ảnh, cô kẹp đầu tên lính đánh thuê xoay vòng và hạ gục quân địch. Sau đó cô chạy lại giật súng của đối phương. Với thao tác điều luyện, chẳng mấy chốc lính đánh thuê đã bị xử lý ngay tại chỗ. Min Hye ngay lập tức đổi vị trí, bọn đánh thuê nhanh chóng phản ứng và bắn vào ghế sofa. Mặc dù Min Hye bị thương nhưng cô vẫn liều mạng tiếp cận bọn chúng. Cô nhảy lên và tung ra một cú đá hạ gục tên đánh thuê. Sau đó dùng súng bắn vào tất cả tên đánh thuê còn sống. Đúng lúc này Jian và người đàn ông hét lên bảo Min Hye mau qua đây, tiếng la hét của cả hai đã thu hút đối thủ. Người đàn ông nhanh chóng bóp cò, thủ lĩnh của bọn đánh thuê đã đứng lên. Cùng lúc đó Jian lấy từ trong túi ra hai quả lựu đạn, cô ngay lập tức ném chúng ra ngoài. Rất nhanh bên trong đã phát ra tiếng nổ lớn, tuy nhiên thủ lĩnh của bọn đánh thuê chưa chết, anh ta túm tóc Jian và ném cô ấy vào phòng. Lúc này cấp trên ra lệnh chưa thể xử lý Jian nhưng người này không bị thuyết phục. Đúng lúc này có người đột nhiên xuất hiện phía sau và xử lý anh ta. Jian nhìn kỹ mới biết đây là người bạn tốt của chú cô. Tuy nhiên người này cho biết không còn thời gian nữa bởi vì Bale đang đến đó, là người đã xử lý bố mẹ Jian. Hóa ra 14 năm trước, trong lúc bọn đánh thuê đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống một doanh nhân Hàn Quốc, đội do Jin Man chỉ huy gặp phải cuộc tấn công của quân địch, trên xe gồm có Jin Man, Pasin và một người khác nữa. Nếu không chờ được sự hỗ trợ chắc chắn sẽ không toàn thây. Mặt khác tên bắn tỉa Seong Jo đang bị kẻ điên loạn cầm dao chĩa vào mặt. May mắn thay đã có người kịp thời đến giải cứu anh ta. Ngay khi cả hai đang vui vẻ cười với nhau, bất ngờ bị bốn kẻ nổi loạn khác nhắm đến. Đột nhiên có tiếng súng vang lên, người thực hiện cuộc giải cứu không ai khác chính là Bale. Anh ta thấy một kẻ nổi loạn vẫn còn thở, ngay lập tức cầm lấy hàng nóng dài và đi đường với đối thủ một cách quyết liệt. Sau đó cả ba thực hiện nhiệm vụ dưới tài thiên xạ tuyệt vời của Seong Jo, quân địch chặn đường lần lượt bị hạ gục. Tuy nhiên lúc đội chuẩn bị khởi hành, Chun Jo báo tin nhóm của Bale và Seong Jo vẫn chưa đến được. Căn cứ từ lúc bộ đàm im lặng đến giờ đã một tiếng, Jin Ma nhận ra có điều gì đó không ổn, ngay lập tức đi tìm bọn họ. Trên thực tế Seong Jo cũng không thể liên lạc được với Bale. Vì thế tân binh quyết định tự mình đi tìm Bale. Trên đường đi anh nhìn thấy rất nhiều nạn nhân của nhiều dân thường và nghe thấy tiếng kêu yếu ớt đang cần sự giúp đỡ. Hóa ra Bale đã bắt hai dân thường và đặc biệt nhặt được một khẩu súng lục, anh ta đã bắn hạ hai dân thường đó. Trên thực tế anh ta rất thích thú việc xiên người, cảnh này tình cờ bị tân binh nhìn thấy. Vừa lúc đó Seong Jo cũng đi tới. Tân binh ngay lập tức chỉ ra rằng Bale đã xử lý hai dân thường. Tuy nhiên mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Bale quay lại và nhìn Seong Jo. Seong Jo ngay lập tức bắn hạ tân binh. Lúc này Pasin và Jin Man đã đến tầng dưới của tòa nhà, cả hai nghe thấy tiếng súng và bắt đầu tìm kiếm riêng lẻ. Lúc lên đến tầng 2, Jin Man nghe thấy có người đang nói chuyện. Lần theo nguồn âm thanh phát ra, anh bước vào nơi xảy ra sự việc. Jin Man nhìn thấy nạn nhân ở trên mặt đất và Bale ở cách đó không xa.
Anh ấy dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy lập tức cúi xuống và kiểm tra vết đạn trên trán tân binh. Đúng lúc này có một cậu bé cầm súng xuất hiện ở trước cửa. Tuy nhiên Bale đã bắn hạ cậu bé trước mặt Jinman. Anh ta giải thích lý do mình làm vậy là vì không thể để lại bất kỳ nhân chứng nào. Chẳng bao lâu phiên tòa bắt đầu xử vụ xiên chính dân thường. Hóa ra trước phiên tòa Jinman tiết lộ với Yang Han viên đạn găm vào đầu người chết là cỡ nòng 0,45. Nhưng trong số súng bọn anh thu được từ quân nổi loạn thì không có khẩu súng nào có cỡ đó. Yang Han yêu cầu Jinman chỉ kể lại những gì anh đã thấy là được. Cuối cùng Jinman đã nói rằng anh không hề nhìn thấy Bale xiên hại dân thường. Do không đủ bằng chứng, thẩm phán tuyên trắng án cho bọn lính đánh thuê tại tòa. Tuy nhiên Jinman có một điều kiện, đó là từ giờ trở đi đừng cho Bale vào tổ tác chiến của anh nữa. Nhưng Yang Han đã không giữ lời hứa, vẫn sắp xếp để hai người thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Lúc này bọn lính đánh thuê đã chia thành hai phe. Chẳng bao lâu Jinman được sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ với Bale một lần nữa. Lần này Jinman trực tiếp ra lệnh cho anh ta không được xiên người vô tội. Nhiệm vụ được thực hiện rất suôn sẻ. Tất nhiên những người vô tội vẫn bị Bale xử lý xong, lý do khiến những người khác đi theo anh ta. Đó là bởi vì có thể thu thập được rất nhiều chiến lợi phẩm, chẳng hạn như tiền mặt, trang sức, vân vân và mây mây. Trong lúc Seong Jo đang làm nhiệm vụ, anh ta phát hiện ra có 4 người phụ nữ đang bị giam giữ. Anh ta ngay lập tức gọi Bale tới. Người phụ nữ lấy hết can đảm để cầu cứu nhóm lính đánh thuê. Bale an ủi cô đừng lo lắng, cứ ở yên đó, rồi anh ta ném một quả lựu đạn vào bên trong. Jinman nghe thấy tiếng lựu đạn, anh ấy nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Anh đoán ngay rằng chính Bale đã làm việc này. Bale cho biết đại tướng đã nói ở đây không có thường dân. Nói xong anh ta bước tới trước khẩu súng của Jinman, cố ý khiến Jinman kích động. Lúc này Seong Jo đã tiến tới can ngăn, nói rằng bọn họ là gia đình. Cuối cùng Jinman đã bỏ súng xuống, anh sẽ báo cáo chuyện này với công ty cho nổ tung mọi thứ ở đây rồi trở về căn cứ. Tuy nhiên trong lúc anh đang đặt quả bom hẹn giờ, đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ tủ. Vì vậy anh từ từ tiến lại gần, đột nhiên có một người phụ nữ mặc nội y nhảy ra, và người phụ nữ này chính là Min Hye. Jinman cảm thấy cô ấy thật đáng thương, anh đưa áo của mình cho cô ấy khoác, sau đó anh ra cử chỉ im lặng. Nếu như Bale phát hiện ra thì cô ấy sẽ chết. Anh ra lệnh cho đội trở về căn cứ trước, nhớ phải canh chừng Bale. Sau khi cả đội đã hoàn toàn rời đi, quả bom hẹn giờ chỉ còn 8 phút nữa thôi. Jinman kéo Min Hye chạy ra ngoài, tuy nhiên vừa chạy tới cầu thang thì bắt gặp Bale đang đứng đợi. Jinman ngay lập tức bóp cò súng, rồi anh đưa Min Hye chạy ra khỏi đây. Tuy nhiên chưa kịp đi xuống cầu thang thì đã bị Bale chặn lại. Bale ngay lập tức bắn súng, nhưng anh ta không có ý định xiên Jinman. Jinman nhân cơ hội này cùng với Min Hye chạy lên mái nhà. Sau đó Jinman rút hàng nóng ra, Bale cũng vứt khẩu súng lục của mình khi thấy điều này. Rồi anh ta thú nhận lý do mình trở thành lính đánh thuê, anh ta chỉ đơn giản là thích xiên người. Miễn là anh ta tuân thủ vài luật lệ đơn giản, anh ta có thể kiếm tiền bằng cách xử lý người bao nhiêu tùy thích. Vậy nên đừng nhấn mạnh với anh ta về dân thường, nó khiến anh ta muốn xiên tất cả mọi người dù là đồng minh hay kẻ thù. Lúc này bom hẹn giờ chỉ còn lại 4 phút, sau đây là màn đánh nhau giữa hai người họ. Bale đá vào chân Jinman chế nhạo anh ấy chỉ ở mỗi mức độ này, sau đó ném cho anh ấy một hàng nóng. Một cuộc tấn công khác lại tiếp diễn. Ngay khi Bale chuẩn bị xiên Jinman bằng một đòn, đột nhiên có ai đó đã bắn kẹo đồng vào mắt anh ta. Hóa ra người bắn là Min Hye, Bale chỉ bị mù một mắt nhưng chưa chết. Jinman nhặt lấy hàng nóng và xiên mạnh vào ngực anh ta, tuy nhiên Bale đã đe dọa Jinman. Nếu giờ Jinman không xiên anh ta sẽ xử lý hết cả nhà Jinman, bạn bè và bất cứ ai có liên quan đến anh ấy, cuối cùng là sẽ xử lý anh ấy. Jinman đương nhiên sẽ không để Bale làm những điều này, anh dùng hết sức bình sinh xiên mạnh hàng nóng vào người Bale. Sau đó nhặt khẩu súng lục trên mặt đất, trùng hợp là súng đã hết đạn, bom hẹn giờ chỉ còn lại 1 phút. Min Hye bảo Jinman mau chạy ra ngoài, đúng lúc này quả bom phát nổ, cuối cùng chỉ có hai người họ trốn thoát. Trong quá trình điều tra, Jinman đã nói dối Bale bị xiên trong lúc cố gắng cứu anh. Sau đó anh đã xin từ chức. Yang Han cảm thấy có điều gì đó không đúng, ra lệnh cho cấp dưới bí mật theo dõi Jinman. Đồng thời không ai trong đội nghi ngờ Jinman cả, nhưng lúc Jinman chuẩn bị trở về nhà, anh nhận thấy có ai đó đang theo dõi mình. Vì thế anh đã đi du lịch rất nhiều nơi, chỉ khi đó mới yên tâm trở về nhà. Đó cũng là ngày anh đã gặp cháu gái Jian. Trong lúc Seong Jo đang luyện bắn tỉa, đột nhiên có ai đó xuất hiện phía sau anh ta, và người này chính là Bale. Hóa ra sau khi Min Hye được cứu bằng cách trốn trong kho vũ khí của Honda. Trong khoảng thời gian này Jinman đã sử dụng nhiều cách nhưng vẫn không thể tìm thấy cơ thể của Bale. Honda còn nghĩ rằng Bale có lẽ đã mất mạng. Honda là một người câm điếc, em trai của anh là một thiên tài máy tính. Ở bên này Bale triệu tập anh em của nhóm đánh thuê, vạch trần lời nói dối của Jinman, đồng thời lên kế hoạch xiên cả gia đình Jinman. Một trong số bọn họ có mỗi Chun Jo là không sẵn lòng ra tay với cháu gái của Jinman. Vậy nên anh xin rút khỏi kế hoạch này, tuy nhiên anh đã bị Seong Jo ngăn lại. Seong Jo lấy tính mạng của gia đình Chun Jo ra để đe dọa anh ấy, buộc anh ấy phải tham gia. Sau đó nhóm lính đánh thuê được chia thành hai nhóm. Bale đã đích thân âm thầm xử lý mẹ Jinman đến chết. Lúc Seong Jo đến nhà tang lễ để chia buồn, anh ta lừa anh trai và chị dâu của Jinman lên sân thượng. Không chỉ xiên chết chị dâu một cách dã man, còn đổ lỗi cho người anh cả đã chết. Sau đó hắn ta ngụy trang việc hai người họ tự dừng cuộc chơi. Lúc đó Jinman nhận được một cuộc gọi từ Chun Jo đầu dây bên kia, thông báo rằng Bale chưa chết và hắn ta đang trên đường đến nhà tang lễ. Sau khi nghe điều này, Jinman lập tức gửi tin nhắn cho Honda nhờ anh ấy bảo vệ cháu gái Jian. Sau đó anh lao thẳng tới nhà tang lễ lúc Honda đến căn hộ của Jinman.
Anh thấy áo đen đã mở cửa ngay khi áo đen bước vào trong, Honda nhanh chóng kéo áo đen ra ngoài và đánh hắn ta. Rất nhanh anh đã xử xong áo đen chỉ bằng một cú đấm, Honda ngay lập tức tiết lộ với Jin An về danh tính của mình. Sau đó anh giấu cô bé ở trong phòng ngủ, lúc này áo đen thứ hai cầm súng bước vào căn hộ. Honda không may bị bắn vào bụng, anh ấy ngay lập tức trốn đi trong lúc áo đen vẫn chưa đứng dậy. Tuy nhiên tiếng súng dữ dội đã thu hút Seong Jo, anh ta rút chiếc rìu trong tay ra và định chém người Honda. May mắn thay, Honda đã kịp thời tránh né, cú đấm của Honda đã khiến Seong Jo hoàn toàn nổi điên. Anh ta nắm lấy cánh tay đang vẫy của Honda, sau đó chém vào chân anh ấy rồi ném anh ấy xuống mặt sàn. Tuy nhiên Seong Jo vẫn chưa thấy yên tâm, vậy nên anh ta đã chặt đứt bàn tay của Honda. Đồng thời lúc này Jin Man vừa đi vào đường hầm thì nhìn thấy xe của một người phụ nữ đang bị hỏng ở phía trước. Jin Man còn chưa biết phải nên làm sao, đột nhiên có một chiếc xe tải bất ngờ tông vào anh từ phía sau. Sau đó cửa xe tải chở hàng mở ra, một số lính đánh thuê đã lao ra ngoài, bọn chúng không nói lời nào và bắt đầu bắn vào xe của Jin Man. Người phụ nữ vừa cầu cứu không biết đã lấy khẩu súng ở đâu, bà ta bắn hai lần vào cửa sổ xe. Sau khi bắn nhiều phát đạn liên tục, trong xe vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc nhóm lính đánh thuê ngừng bắn, đột nhiên cốp xe từ từ mở ra. Jin Man ở bên trong cầm súng bắn về phía bọn chúng, chẳng mấy chốc anh ấy đã quét sạch toàn bộ bọn lính đánh thuê. Chun Jo, người phụ trách chỉ huy, đang trốn sang một bên. Anh ấy lấy hết can đảm để chống trả nhưng phát hiện ra rằng Jin Man đã biến mất. Ngay khi anh quay người lại thì nhìn thấy Jin Man, Jin Man ngay lập tức giật lấy khẩu súng từ tay Chun Jo. Jin Man hỏi Chun Jo liệu Ba Lê có thực sự còn sống không. Seong Jo nói rằng anh không có sự lựa chọn nào khác. Anh ấy còn chưa kịp nói xong, người phụ nữ ở một bên lao ra và bắn hạ Seong Jo. Mặt khác, thông qua camera giám sát, Min Hye phát hiện có người đã lẻn vào kho vũ khí. Vì vậy cô ấy đã ẩn nấp trong bóng tối và rình rập cơ hội xử lý hai tên lính đánh thuê. Cô biết nơi này không còn an toàn nữa, vì vậy cô quyết định mang một số thiết bị và chuẩn bị trốn thoát. Trước khi rời đi, Min Hye bấm thiết bị tự hủy ngọn lửa lan theo đường dây điện và thiêu rụi kho vũ khí. Lúc này Park Shin vừa đến trước cửa nhà, anh phát hiện ổ khóa đã bị mở. Hóa ra người lẻn vào nhà Park Shin là Jin Man, anh ấy bị thương rất nặng. Sau khi anh ấy tỉnh dậy, Park Shin nói rõ rằng anh không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh nội bộ, vậy nên hy vọng Jin Man có thể rời đi ngay. Trước khi rời đi, Jin Man yêu cầu vũ khí. Park Shin không hiểu tại sao Jin Man lại nhất quyết muốn xiên Ba Lê. Hóa ra Jin Man tự trách mình rất nhiều, anh ấy nghĩ rằng nếu anh ấy làm chứng trước tòa ngày hôm đó, có lẽ bốn người phụ nữ vô tội bị cầm tù sẽ không phải chết, vậy nên anh ấy muốn đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Park Shin nghe xong không nói gì, anh ném một khẩu súng 6 về phía Jin Man và nói rằng trong khẩu súng chỉ có 13 viên đạn. Mặt khác, Yang Han biết được Ba Lê vẫn còn sống, điều này có nghĩa là Jin Man đã nói dối, vì vậy công ty quyết định sẽ xử lý vấn đề này. Lúc Ji An trốn vào nhà xác nằm bên cạnh cơ thể của mẹ mình, Jin Man ở bên ngoài đã giải quyết được hai tên lính đánh thuê. Sau đó anh lao vào nhà xác xử lý áo đen tóc xoăn. Lúc Jin Man đưa Ji An rời khỏi đó, anh tình cờ nhìn thấy Ba Lê. Ba Lê rút khẩu súng lục ra đang định tiến về phía trước, đột nhiên có một nhóm người đến để tỏ lòng thành kính. Cứ như thế Jin Man đã biến mất, chẳng mấy chốc Jin Man đã xuất hiện tại nhà Yang Han. Anh đặt khẩu súng lục trên bàn cho biết súng vẫn còn 5 viên đạn, anh đã xử xong 4 tên bên ngoài và vẫn còn 1 viên đạn. Trước khi anh về, anh đã đến đây được một tiếng nhưng anh không có làm vậy. Jin Man cho rằng việc mẹ mình, anh trai, chị dâu và đồng đội người bạn của anh bị xử lý hình phạt đó là quá đủ cho những gì anh đã làm. Nếu như Yang Han dừng lại ở đây, anh sẽ đem hết những chuyện đã xảy ra xuống mồ chôn cùng mình. Yang Han ngay lập tức gọi điện cho Ba Lê, cho đến nay những bất bình giữa hai người tạm thời được gác lại. Nhưng Jin Man biết rằng Ba Lê sẽ không nhượng bộ, vì vậy anh cùng với Park Shin lập ra một kế hoạch. Hai người họ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà kiên cố, toàn bộ hệ thống an ninh được bàn giao cho Brother. Còn Seong Jo thì ngày đêm huấn luyện Min Hye và sau cùng thiết lập hệ thống cửa hàng trực tuyến có thứ bậc chặt chẽ. Tuy nhiên 10 năm đã trôi qua trong những ngày tưởng chừng như bình yên. Sau khi nhóm đánh thuê nhận lệnh xuyên, Jin Man lập tức mở cuộc tấn công bao vây ngôi nhà. Thời gian quay trở lại thực tại, Park Shin giúp Min Hye bị thương lấy viên đạn ra khỏi người cô ấy. Mặt khác, Brother ngửi thấy mùi thuốc nổ dưới lòng đất. Park Shin nghĩ rằng bọn họ nên xuống lòng đất ngay, tuy nhiên Brother không đồng ý với việc này. Lúc này Jong Min đã thoát ra nhưng anh ấy không thể sử dụng thang máy nếu không có mật khẩu. Vì vậy anh đã tập trung sự chú ý vào máy chủ của cửa hàng trực tuyến. Brother giải thích rằng Jin Man đã đặt bẫy dưới lòng đất, ở dưới đó có thuốc nổ. Cửa hàng mua sắm được thiết kế để người quản lý có thể vận hành mọi lúc. Và lúc nào Jin Man vắng mặt thì anh sẽ có mặt ở đó, vậy nên anh mới bảo Ji An đừng rời khỏi đó. Ji An hỏi Brother người quản lý rời đi thì sao, câu trả lời đó là khởi động lại giao thức, tuy nhiên phải mất 24 giờ mới khởi động lại nó. Đúng lúc này do giờ phát hiện ra có ai đó đã đăng nhập vào tài khoản của người điều hành cửa hàng trực tuyến. Một lúc sau hàng rào phòng thủ đã được mở khóa, đúng lúc này thiết bị điện tử mất cảm biến đột ngột đứng dậy. Sau đó là một làn sóng âm thanh chói tai, rất nhanh kính chống đạn đã bị vỡ. Brother người có tình trạng thể chất kém lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Ngay cả mắt của Park Shin cũng đỏ lên, Jian chật vật kéo Brother vào phòng. Min Hye nhặt khẩu súng dưới đất lên ngay khi cô chuẩn bị đập nát thiết bị điện tử. Đột nhiên có một chiếc xe lao vào và đè nát thiết bị điện tử, phải hai người bước ra khỏi xe là cặp song sinh lính đánh thuê. Đồng thời còn có Seong Jo đang bị kẹt ở cửa xe, Jian lao vào phòng ngủ và nhặt lấy hàng nóng. Park Shin từ lâu đã không thích cặp song sinh này, muốn đánh tay đôi với bọn họ. Cặp song sinh thấy vậy liền cất súng đi, tất cả đều rút dao ra và đấu với nhau.
Mặt khác, Seong Jo đã tìm thấy căn phòng mà Ji-an đang trốn. Anh ta nhìn xuống gầm giường, đột nhiên có đôi chân nhảy lên. Ji-an muốn xiên chết anh ta nhưng tiếc là thể lực của cô không mạnh. Ngay khi Seong Ju chuẩn bị xiên Ji-an, Brother đã dùng vật gì đó đập vào đầu anh ta. Sau đó anh cưỡi lên người này và hét lên bảo Ji-an bỏ chạy. Ji-an vội chạy ra phòng khách. Lúc này Pasin vẫn đang đánh nhau với cặp song sinh. Seong Jo ở trong phòng đã tách khỏi người Brother. Anh ta đã chĩa súng vào ngực Brother và bóp cò. Min Hye vì để câu giờ cho Ji-an trốn thoát, cô bị đối thủ đá đi rất xa. Pasin hét lên bảo Ji-an mau ra khỏi đây. Ji-an hoảng sợ vội chạy ra bên ngoài, sau đó cô quay lại và lao vào nhà kho. Tuy nhiên Seong Jo đã đuổi kịp cô ấy. Lúc này lời dạy của Jin-man cứ văng vẳng bên tai Ji-an. Ji-an bình tĩnh và nhìn cơ thể của lính đánh thuê trên mặt đất, sau đó cô nhặt khẩu súng lục. Lúc Seong Jo đuổi kịp thì không thấy Ji-an ở đâu nữa, anh ta tập trung vào chiếc nhẫn đá quý trên tay lính đánh thuê. Bản chất tham lam của anh ta đã khiến cuộc truy đuổi chậm lại vài nhịp. Đúng lúc này Ji-an ở phía sau bất ngờ chĩa súng về phía anh ta. Ji-an không bắn ngay, cô muốn biết ai đã xiên bố mẹ mình. Đột nhiên có tiếng động lớn ở phía sau. Seong Jo cho nhân cơ hội lẩn trốn, người gây ra tiếng động là Jong Min. Anh giận dữ đi vào nhà kho hét lớn lên để trút giận, đột nhiên thoáng thấy khẩu súng ở trên mặt đất, thế là anh nhặt nó lên. Vừa chửi lính đánh thuê vừa chửi Ji-an, chẳng mấy chốc súng không còn đạn nữa. Seong Jo bất ngờ xuất hiện phía sau anh, một nhát diều đã chấm dứt mạng sống của Jong Min. Ji-an tận dụng cơ hội và đã đi xuống tầng hầm. Sau khi Seong Jo xử lý Jong Min, anh ta cũng đi xuống tầng hầm. Ji-an dù có thế nào cũng không thể phá được ổ khóa kho vũ khí, cô ấy thực sự không còn cách nào khác ngoài việc tìm một nơi để trốn trước. Trong lúc Seong Jo đeo kính hồng ngoại vào mắt mình, Ji-an vô tình kích hoạt một quả bom. Nghe thấy tiếng động, Seong Jo ngay lập tức bắn súng về phía Ji-an. Không may súng của Ji-an đã hết đạn. Trùng hợp hơn nữa là có một khẩu súng khác đang ở trước mặt cô. Nhưng Seong Jo không biết điều này, anh ta bất ngờ nhìn thấy vết siro trên mặt đất. Thế là anh ta đi theo dấu vết đó nhưng không phát hiện ra gì cả. Thực ra Ji-an đã đi vào căn phòng bí mật cô nhìn thấy Seong Jo thông qua camera giám sát. Mặt khác, Brother đã tỉnh lại, hóa ra anh ấy mặc áo chống đạn và chưa chết. Ngay khi Seong Jo đang nói gì đó với anh ta và Jin-man, Ji-an bất ngờ lao thẳng chiếc xe về phía anh ta. Mặc dù Seong Jo đã nhanh chóng né được chiếc xe nhưng anh ta đã vô tình kích hoạt quả bom. Chưa dừng lại ở đó, nơi anh ta bay ra chứa đầy nhiên liệu đã được đổ ra từ trước. Lúc này anh ta mới nhận ra mình đã bị lừa. Ji-an chĩa súng vào anh ta, cô bóp cò trên mặt đất. Rất nhanh những tia lửa từ ma sát của viên đạn đã đốt cháy ngọn lửa, lập tức lao tới chân tay của Seong Jo. Cả người anh ta ngay lập tức bốc cháy sáng rực, ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Đột nhiên vòi phun nước ở phía trên được kích hoạt, anh ta sống sót trở lại một cách kỳ diệu. Nhưng cuối cùng Ji-an đã bắn kẹo đồng ghim thẳng vào đầu anh ta. Cuộc chiến này cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Seong Jo cố gắng đánh thức Min Hye đang hấp hối. Brother ngay lập tức đi xuống tầng hầm. Sau khi xác nhận Ji-an không sao, anh bắt đầu sửa chữa máy chủ cửa hàng trực tuyến. Tuy nhiên anh bất ngờ phát hiện ra lại có một nhóm áo đen khác đang tụ tập tại ngôi nhà. Lính đánh thuê đã đưa ra thông báo khen thưởng xiên 4 người sẽ nhận được 4 triệu đô la. Ji-an suy nghĩ một lúc ra lệnh cho Brother mở kho vũ khí, thay vì súng cô chọn lấy chiếc rìu. Rất nhanh áo đen đã đột nhập vào nhà kho. Brother bước ra với một chiếc loa ngay khi bọn lính đánh thuê đang bối rối. Ji-an bất ngờ thông báo cô là tân chủ nhân của cửa hàng trực tuyến. Đầu tiên cô muốn gửi tặng món quà cho những quý khách mua hàng đã lặn lội tới đây. Brother nghe xong ngay lập tức đổ đồ đạc trong ba lô ra ngoài, thứ bên trong là đầu của Seong Jo. Ji-an thú nhận cô vừa xiên Seong Jo cách đây không lâu. Sau đó báo cáo vị trí của từng áo đen, đề nghị mọi người hãy rời đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đối với khoản tiền thưởng mà Babylon đã đưa ra, cô sẽ chia đều và chuyển tiền cho từng người. Cùng đó là miễn thuế như cách bọn họ làm ăn với Jin-man, bọn họ có thể hợp tác cùng cô và mã của bọn họ sẽ được duy trì. Thỉnh thoảng còn sẽ tặng những phiếu giảm giá và cung cấp giá tốt hơn Jin-man. Tuy nhiên nếu bọn họ không chịu từ bỏ mà vẫn cứ bám víu nơi này thì tất cả bọn họ sẽ chết hết. Sau khi xem xét cẩn thận, tất cả các áo đen mã đỏ đều đồng ý với đề nghị của Ji-an. Bọn họ cũng sơ tán khỏi ngôi nhà. Lúc Pasin đi vào phòng, anh thấy Min Hye dần dần đã ổn định hơi thở. Sau khi xua đuổi bọn áo đen, Ji-an quyết định đi ra ngoài xem tình hình, nhưng cô không thấy bóng dáng của Pasin và Min Hye. Ngay khi cô ấy suy sụp và khóc lớn, bỗng từ xa có tiếng ô tô gầm rú. Ji-an tưởng rằng đó là áo đen, cô nhanh chóng lao về phía chiếc xe. Tuy nhiên người xuống xe chính là một ông chú có râu quai nón, người đảm nhiệm việc hỏa táng chú của cô lúc trước. Người này tự nhận là có vạch mã vàng, chịu trách nhiệm về hậu quả. Cứ như vậy công việc di chuyển nạn nhân vẫn tiếp tục cho đến sáng. Ông chú có râu còn nhắc nhở cô nên vào trung tâm mua sắm để sau này đỡ gặp phải rắc rối. Đột nhiên có người báo có xe đang đến gần. Ji-an và mọi người có vạch mã vàng đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên chiếc taxi mở cửa ra thì có người dìu một người đàn ông đang bị thương xuống. Người đó không ai khác chính là ông chú luôn lạnh lùng và kiệm lời Jong Jin-man. Cứ thế hai chú cháu nhìn nhau mỉm cười. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.